Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến tất cả những khán thính giả đang theo dõi chuyên mục Tâm sự thầm kín được phát sóng trên kênh Chợ Tình vào khung giờ này mỗi đêm. Và bây giờ thì anh Sa sẽ gửi đến cho các bạn dòng tâm sự được mang tên Kiếp lấy chồng giàu. Bây giờ xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình cùng lắng nghe nhé. Năm 18 tuổi, tôi đi thi hát và đoạt giải thưởng cuộc thi của tỉnh. Gái quê có biết gì đâu, đi thi cứ hát thật to. Nhưng người ta khen vì chất giọng đẹp. Nếu mà thêm chút kỹ thuật nữa thì cũng ngang ngửa ca sĩ Như Quỳnh ở hải ngoại. Ngày đó thì tôi thích đi Mỹ hát, ngây thơ như thế chứ lị. Cứ thấy ai khen là thích thôi. Ai nói lụa hát hay lắm, hát cho nghe một bài đi. Thế là ngồi giữa quán ăn tôi cũng hát. Miệng to, mắt to, giọng hát thì véo von. Cả quán ăn ngừng lại nghe tôi hát. Tôi nhớ một nghệ sĩ lớn từng nói, với người ca sĩ thì ở đâu có khán giả, ở đó là sân khấu. Tôi đã làm đúng. Về sau thì tôi mới biết, người ta thích chọc tôi, coi tôi như một dạng thần kinh, nên đi đâu cũng dụ tôi hát để cười với nhau. Cũng chả sao, chuyện đã qua là qua rồi. Tôi thi hát xong thì lên Sài Gòn đi hát. Thời điểm đó, những năm 2000, khán giả vẫn còn rất dân dã, những khái niệm lăng xê thì còn rất thô sơ và cũng chả có báo mạng ầm ĩ như bây giờ. Tôi cứ nghĩ nếu mà tôi xuất hiện vào thời điểm hiện tại, có khi tôi còn hot, còn nổi tiếng hơn cả Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà. Ai cũng khen tôi xinh nhá, lại còn hát hay nữa. Làm gì có ai được cả hai như thế chứ. Nhưng đi hát, tôi cũng không kiếm được nhiều tiền. Người ta thích nghe hát nhưng lại không muốn bỏ tiền lớn thuê tôi hát. Kiếp ca sĩ như tôi, ăn cơm tấm, đi xe ôm, hát tụ điểm, đủ tiền nhà trọ và son phấn cũng đã là may rồi. Ở thành phố này có biết bao nhiêu ca sĩ như thế, đi đâu cũng thấy ca sĩ. Ai cũng nói rằng đây là một thiên đường, nhưng thiên đường này không dành cho những người nghèo. Rất nhiều người đi làm chỉ mong đủ ăn thôi. Và cũng không hiếm người khi về già không một nơi nương tựa. Tôi hiểu điều đó sau 6 tháng vật lộn trong thành phố. Khóc như mưa như gió mỗi khi bị cảm giác ê chề, khán giả nhét tiền vào ngực áo trong quán nhậu. Tôi nhận ra những lời khen tặng không mất tiền mua. Còn muốn có tiền thật thì đôi khi phải nhục nhã như vậy đó. Trong một lần hát quán bar, tôi được nhân viên gọi xuống bàn của khách. Họ nói có khán giả hâm mộ mời dự. Vị khách đó chính là chồng của tôi bây giờ. Khi đó ở anh có gì đó rất hào quang, phong độ. Anh có cách nói chuyện làm người đối diện bị choáng. Cảm giác như nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay. Bữa đó có xô xát giữa hai bàn khách với nhau. Anh ấy bị tạt một ly rượu vào chiếc áo thun trắng. Thay vì đánh người, anh ấy lặng lẽ bỏ ra một góc gọi điện. Lúc sau khi rời quán bar, tôi thấy người ở bàn bên cạnh bị mấy tay anh chị đánh máu me bê bết. Và tôi hiểu, anh rất dữ. Sau đó anh hẹn tôi đi ăn tối, rồi đi du lịch. Tôi thực sự choáng ngợp trước cái thế giới vật chất mà anh ấy đưa ra. Cuộc sống như thay đổi hẳn, mọi thứ dễ dàng hơn. Ngày mà anh cầu hôn tôi cũng là ngày anh đề nghị tôi ngừng việc đi hát. Thoạt đầu thì tôi không chịu. Anh ấy nói thẳng ra là em đi hát cũng có nổi được đâu. Hát mấy chỗ rẻ tiền thì ai mà thèm nghe. Ở nhà sống như bà Hoàng chả sướng hơn à. Thi thoảng anh bảo bạn cho lên tivi hát cho vui, cả nhà cùng xem. Tôi nghe cũng thấy ổn. Vì lúc đó cái tôi cần nhất là một cuộc sống đầy đủ. Ngày chúng tôi cưới nhau, tôi ăn trận đòn đầu tiên. Đám bạn ca sĩ của tôi rất vui. Họ tổ chức phần văn nghệ trong đám cưới của tôi rất sôi động và họ kéo tôi lên sân khấu hát. Một bài nhạc chế vui vẻ về tình yêu. Nhưng không ngờ điều đó làm đám bạn của chồng tôi khó chịu. Họ nói sao lại xuyên tạc một ca khúc nổi tiếng như thế. Cô dâu lố lăng. Tôi được chồng kéo vào toilet của nhà hàng tiệc cưới, tát cho hai cái. Tôi im lặng. Khi đó tôi nghĩ mình cũng hơi lố thật. Tôi chưa đủ ý thức rằng dù có lố thì cũng là ngày trọng đại, ngày vui nhất của mình.
không ai lại đi tát một cô dâu. Nhà chồng tôi rất giàu, mọi thứ hoàn hảo, cơ ngơi thì đồ sộ. Nghe anh nói mọi thứ nhập từ nước ngoài, cái gì cũng đắt tiền. Tôi nhẩm trong đầu theo lời anh tả, từ giường tủ, bàn ghế sofa, tất cả đều dát vàng và có giá từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu. Có những món đồ nhỏ nạm kim cương giá đến vài tỷ. Tôi kết luận, nhà này dễ hơn trăm tỷ. Anh thuê hai người làm, chỉ có một nhiệm vụ là lau nhà và cho chó ăn thôi. Anh nuôi ba con chó to như hổ và nhìn rất hung hăng. Trong ba tháng đầu tiên, tôi sợ chó đến mức nếu như không có người giúp việc ở nhà, tôi không dám đi xuống bếp, sợ chó xé xác. Về sau thì tôi thấy anh cũng có lý khi nuôi bầy chó dữ. Vì không dưới 5 lần trộm đột nhập vào nhà, tính trộm đồ và bị chó đuổi chạy suýt mất mạng. Chồng tôi đi làm suốt, về nhà là anh nói chuyện, nói rất nhiều. Tôi như cái bình bông, có chồng về nhà thì cũng vui. Nhưng anh nói thì tôi nghe, chứ tôi mà nói thì kiểu gì cũng bị chồng đánh. Vì tôi không đồng tình với quan điểm của anh ấy, thì sẽ bị coi là hỗn. Tôi đã bị đánh nhiều lần mà không sửa được cái tính ấy. Dần dà tôi cảm thấy rất căng thẳng mỗi khi chồng tôi nói chuyện, vì sợ nói gì làm trái ý anh ấy. Thành ra tôi bắt đầu im lặng. Ngày tôi sinh đứa con gái đầu lòng, chồng tôi đi ngủ với gái ngoài resort. Tôi không biết, tưởng anh đi công tác. Ai ngờ bạn tôi cũng vô tình đi nghỉ ở đó, tính gọi điện cho tôi để buôn chuyện. Ai ngờ lúc đó tôi trở dạ. Bạn tôi lo quá đập cửa phòng chồng tôi, nói tôi đang ở nhà sinh con mà sao anh lại bỏ đi chơi. Đẻ con xong 3 ngày tôi ăn một cái tát vì dám xía vào chuyện riêng của chồng. Lỗi hoàn toàn không phải tại tôi, mà chỉ vì cô bạn tôi quá thương tôi mà thôi. Tôi đã buồn và khóc rất nhiều, đến mức mẹ tôi sợ tôi sẽ bị hậu sản mà chết. Sau lần đó anh có vẻ cũng thấy có lỗi. Liên tục 6 tháng liền anh không chạm vào người tôi. Anh để cho tôi yên. Sinh con xong 3 năm sau, tôi có ý định đi hát từ thiện vì một người bạn nhờ và cũng muốn kéo tôi quay lại với nghề. Chương trình lại được tường thuật trực tiếp và tôi nói với chồng. Thoạt đầu anh ấy không đồng ý, nói rằng mất thời gian. Nhưng sau đó anh ấy nghĩ lại và ra điều kiện. Nếu đi hát trên truyền hình thì phải nói cảm ơn chồng đã tạo điều kiện có cuộc sống đầy đủ để không phải lo chuyện cơm áo, yên tâm đi hát. Tôi nói với bạn tôi và họ cũng đồng ý. Trên sân khấu tôi vẫn nói những điều đó, nhưng trên sóng truyền hình thì người ta đã cắt mất để tràn quảng cáo của nhà tài trợ. Tôi bị chồng tôi đánh chỉ vì không cảm ơn chồng. Và suốt 3 năm sau, tôi không xuất hiện trên sân khấu. Nhiều lần nhớ nghề đến phát điên, tôi cứ lẩn thẩn trong nhà, hát rồi thu âm vào chiếc điện thoại. Hình như điều đó làm chồng tôi thương. Anh ấy có liên hệ cho tôi đi hát ở trường quay của đài truyền hình. Bây giờ đêm khuya, đài vẫn hay phát lại mấy bài của tôi. Tôi cảm thấy được an ủi. Và tôi nhận ra quy luật, sau mỗi khi đánh tôi thì chồng tôi lại có vẻ biết lỗi và đền bù một điều gì đó. Và hình như đó chính là cái thứ níu giữ tôi đến ngày hôm nay trong căn nhà bạc tỷ này. Cách đây khoảng 3 tháng, một người bạn đã gặp chồng tôi và nói sao để vợ bỏ phí tài năng. Các chương trình rầm rộ lắm, không biết họ đã nói với nhau những gì. Nhưng chồng tôi lại là người thuyết phục tôi tham gia các chương trình của bạn anh ấy. Tôi thì chỉ cần được hát, còn hát ở đâu thì không quan trọng. Nhưng cuối cùng tôi luôn phải nhớ lời chồng dặn là sau mỗi lần trình diễn, tôi phải nói với khán giả là cảm ơn chồng, vì nhờ chồng mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Và tôi cũng làm như thế. Nhưng khi tôi lên sóng truyền hình trực tiếp, thì người ta biên tập kiên quyết cắt điều đó. Họ nói đây là truyền hình phục vụ công chúng số đông, chứ không phải để ai đó làm chuyện riêng tư. Tôi đã không lường trước được sự khủng khiếp này. Là những chương trình đó chồng tôi muốn tôi lên cảm ơn, để bạn bè anh ấy thấy anh đã có một người vợ tuyệt vời và anh đã mang đến cho vợ một cuộc sống viên mãn vì mọi nhẽ. Khi mà tôi không cảm ơn, nghĩa là điều đó không còn. Và tôi lại bị đánh.
Và trong đêm bị đánh ê ẩm đầu óc đó, tôi chợt suy nghĩ lại. Mình đang sống thế nào đây? Và mình đang làm gì? Tôi thấy mình giống thú nhồi bông, trưng phòng ngủ hay bình hoa trong phòng khách, và làm một ô xin trong căn nhà dát vàng, nạm kim cương. Tôi không có gì cho riêng mình cả. Tôi đang sống để làm gì? Tôi thực sự có ý nghĩ sẽ ra đi. Bạn khán thính giả thân mến, khi mà anh Sa đọc đến dòng cuối cùng, khi mà bạn nói là tôi thực sự có ý nghĩ sẽ ra đi, Sa hy vọng là cái từ sẽ ra đi này có nghĩa là bạn sẽ rời bỏ người chồng của mình để bắt đầu một cuộc sống mới. Chứ không phải, Sa hy vọng nó không phải là ra đi ở đây có nghĩa là tự tử nhé. Sa hy vọng là cái sự ra đi của bạn nó mang cái ý nghĩa như thế. Và Sa nghĩ như thế này, đương nhiên với góc độ của một người ngoài cuộc thì, hay là bất cứ một người thân nào trong cuộc sống, thì điều đầu tiên khi mà Sa đưa ra một cái lời chia sẻ, thì trước khi mà chúng ta từ bỏ một cái gì ấy, thì chúng ta cũng phải cố gắng để mà hàn gắn nó. Cho nên là Sa muốn bạn cố gắng để mà ngồi xuống một lần nói chuyện cùng với chồng của bạn, cố gắng níu giữ cái cuộc hôn nhân này, cố gắng tìm một cách nào đấy trước khi mà chúng ta quyết định từ bỏ nó. Thật lòng mà nói là như vậy, chứ Sa không muốn là mình nói bạn là từ bỏ cái cuộc sống hôn nhân của mình ngay như vậy, để sau này chúng ta có nhìn lại thì chúng ta cũng không nuối tiếc, đúng không? Còn thực sự về người chồng của bạn thì Sa cảm thấy là, thực sự mà nói thì đây là một người đàn ông khá là gia trưởng, và anh ta là một người không dễ dàng để mà thay đổi được suy nghĩ của anh ta. Cái vấn đề rất lớn ở đây là bạn hoàn toàn bị lép vế trước anh ta. Bạn lép vế về mọi thứ, tiếng nói, thậm chí là tất cả. Sa nghĩ là cái quyết định ra đi của bạn là một quyết định, có thể nói là một quyết định mà Sa thấy là có lẽ là quyết định đúng đắn nhất đấy. Bởi vì không dễ dàng thay đổi một người đàn ông như thế này. Và nếu như mà bạn tiếp tục thì những ngày tháng tương lai của bạn, Sa thấy là nó cũng không có gì tươi sáng cả. Bởi vì anh ta, sau những lần mà anh ta làm cho bạn, đánh bạn, rồi anh ta làm nhục bạn như thế, thì anh ta có một chút gì đấy nó bù đắp cho bạn. Nhưng mà cái sự bù đắp đấy thì nó vẫn cứ lặp đi lặp lại như vậy, chứ nó không có phải là một sự thay đổi gì đó dứt điểm. Cho nên là Sa nghĩ là lựa chọn ra đi của bạn là lựa chọn đúng. Và Sa nghĩ là với cái tài ca hát của bạn thì bạn hoàn toàn có thể tự nuôi sống mình và có thể tìm được một người đàn ông mà thực sự yêu thương bạn. Một người mà không cần phải là một người giàu có, mà là một người có thể ở bên lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm và chăm sóc cho bạn. Sa nghĩ là như thế và chúc cho bạn. Và đọc đến đây thì bạn cũng đã tìm ra câu trả lời cho mình rồi. Và chúc cho bạn sau này sẽ có một cuộc sống êm ấm hơn, hạnh phúc hơn. Và các bạn khán thính giả của Trợ Tình, các bạn có bất cứ những chia sẻ gì thì các bạn cứ comment ở bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe cho đến giờ phút này, và chúc các bạn có một đêm ngon giấc.